Lê Quang Thành Định xin kính chào toàn thể bà con ạ. Vâng, địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bác nào cần mua hàng và đặt hàng thì liên hệ số điện thoại 0973164668 nha. Vâng, hôm nay mùng 10 tháng 5 em lại lên lô máy cho bà con. Hôm nay cũng lô máy cũng toàn hàng hệ các bác nhé. Toàn hàng hệ là nhiều thôi. Đó, hàng hệ đời cao. Vâng, đến cũng rất nhiều thương hiệu nha, từ 20cc cho tới 34cc. Máy tương đối đẹp các bác nhé. Đó, rất ok. Giá em báo đã bao ship toàn quốc ạ. Các bác lưu ý, giá đã bao ship toàn quốc. Bác nào xem video ấy ạ. Tại vì em đã nói rõ cc rồi. Nói rõ cc, công suất máy, lòng hơi, bao ship. Nên là các bác nghe kỹ và không hỏi lại những cái trường hợp có bao ship hay không, hay là con này bao nhiêu cc, giá bao nhiêu tiền nha. Toàn bộ em báo hết rồi. Đó, phụ kiện đi theo thì gồm có dao vuông, bát phát cước, tip mở buji và mở đầu dao, lục giác vặn tay. Trước khi nhận hàng và giao tiền cho nhân viên giao hàng, các bác được quyền kiểm tra mặt hàng nhé. Và có xăng sẵn ở đó, các bác có thể test lổ thử ạ. Và để video, để các bác, để đỡ mất thời gian của bác, thì trước video em sẽ báo giá cho các bác một loạt. Sau đó em sẽ review từng con một các bác nhé. Vâng, con nô này nô gờ các bác nhé. Các bác chốt con nào thì các bạn kết bạn ra đôi số điện thoại 0973164668. Cho em một tin nhắn, mình chốt con G1 nhá. Lô này lô G ngày 10 tháng 5 nhá. Vâng, G1. Con G1 20cc, giá 1.2 triệu, đến từ thương hiệu Makita. Con G2 đến từ thương hiệu Marujangma, 23cc ạ. G4 đến từ thương hiệu Mitsubishi, 24cc. G4 đến từ thương hiệu Shinyawa, 27cc ạ. Giá 1.9 triệu. Vâng, G5 đến từ thương hiệu Marujangma, 26cc, giá 2 triệu. G6 đến từ thương hiệu Mitsubishi, Ryobi Mitsubishi, giá 2.1 triệu. G7 cũng vậy ạ, giá 2.1 triệu. Con G8 đến từ thương hiệu Estin FS55, giá 1.7 triệu. G9 đến từ thương hiệu Marujangma, 33cc, lòng 38 ni. Và G10 giá 3.200.000 đồng, đến từ thương hiệu Komatsu G3K nhá, 34cc. Đó, các bác nào em nói một vòng như vậy, các bác để mất thời gian, các bác tời luôn. Các bác thích những con thương hiệu như kiểu G5 chẳng hạn, các bác tời tới chỗ G5, đỡ mất thời gian xem từ đầu đến cuối nhá. Và để review thì em sẽ review từng con một, test nổ cho các bác. Đó, test nổ, giờ nói rõ thông số hơn. Hình thức bên em mua bán thì trước khi em gửi hàng, các bác chỉ cọc trước cho em có 50.000 thôi ạ. 50.000 đó đối với các bác hoặc đối với em nó không to. Nó chỉ nhằm mục đích là cho khách hàng có trách nhiệm với mặt hàng em đã giao. Nói thật với các bác, cũng rất nhiều bác nó khó tính quá. Đó, chỉ vì một cái nỗi nhỏ tí tí. Đó, hôm qua có một bác có mỗi cái chụp này này. Nói thật với các bác, có mỗi một cái chụp này. À, ở trên có khía. Tháo ra anh coi cái cho anh coi anh. Đó, cái chụp dưới nó có khía và chụp trên nó không có khía, như con này là có khía này. Bác bảo với chứ là trên không có khía, không xài được. Em bảo bác cứ xài đi, chắc chắn là được. Tại vì 10 cái máy Nhật bãi về chỉ có 2 con là nó có khía. Và có 8 con ở cái trên nó không có khía, cái dưới nó có khía là được rồi. Nhưng mà bác cứ cam đoan là máy của ông ấy là có khía, còn máy của em là không có khía. Bác cho em bom hàng luôn. Đó, chỉ một cái nỗi quá nhỏ như thế vậy. Vì cái sự hiểu biết nhiều bác còn chưa rõ lắm, nên là các bác cho em bom hàng luôn. Lên là 50.000 này em tránh những cái trường hợp đó ra coi nhá. Nên là các bác mua hàng bên em thì các bác nào thông cảm vậy ạ. Cọc trước có 50.000 thôi ạ. Và con số 1, con này đến từ thương hiệu Makita, chế Wamboro, chế 1 kim ạ, 20cc, công suất cỡ nhỏ nhá. Con này nhỏ nhất trong lịch sử rồi, không có con nào nhỏ nhẹ hơn con này nữa đâu ạ. Tại vì nó có 3 ký 4. Đó, cực kỳ nhẹ nhàng ạ. 20cc, lòng 30 ly, trục giật trợ lực luôn. Đã nhỏ thì còn dậy sử dụng trục giật trợ lực nữa thì các bác thì phải biết nó nhẹ cỡ nào rồi. Cái con đầu tiên này em cũng hướng dẫn cách sử dụng luôn ạ. Bắt đầu khởi động ấy, lâu ngày không sử dụng, hết xăng hoặc lâu ngày không sử dụng, các bác bơm xăng này. Đó, các bác bơm xăng lên. Cái le bên tay phải ấy, nó ở bên tay phải thì các bác đóng lên. Còn cái le mà nó nằm bên tay trái như Maru đời Maru này, bên tay trái thì các bác có thể hạ xuống nhé, là đóng nghe nhá. Nó nổ rồi thì các bác mở le ra và giật thêm một cái nữa nó nổ ạ. Vâng, bây giờ bơm xăng này, đóng le này.
Ga lên một tí thì bao giờ nó cũng dễ nổ hơn các bác nhá. Ga lên một tí bao giờ cũng dễ nổ hơn là không ga. Và nó nổ rồi nó chết máy, nhiều khi giật 2, 3, 4 phát đấy ạ. Nhiều khi có cái máy để lâu rồi 3, 4, 5 phát. Nó nổ rồi các bác, lúc này các bác đừng có mở, đừng có đóng nữa. Bây giờ các bác giật quá tầm 3 phát nữa thôi khỏi nổ, nó là nó ngộp xăng. Đó, bây giờ các bác bỏ cái này xuống. Rồi ok, giật thêm cái nữa. Vâng, đấy là lúc sáng nó hết xăng, hôm nay mình không sử dụng thì mình phải bơm xăng nóng đen làm y như vậy nhá. Còn lúc nổ rồi thì các bác giật nhẹ cái một vòng tua nó cũng nổ ạ. Đó nhá. Vâng, con số G1. Các bác lô này có G, các bác lưu ý nhá. Lô G1 giá 1.200.000 đồng, đã bao ship toàn quốc rồi các bác nhá. Vâng, tiếp tới là con số G2 ạ. Con này đến từ thương hiệu Maruzang 3, cực mới luôn các bác, mới đến 90% luôn. Tất cả đều trắng, trắng như ngọc trinh vậy. Rất ok. Đó, công tác này nằm chỗ này. Tay ga giữ tất cả đều rin nguyên bản 100% các bác, từ tem mác còn in luôn. Con này cực sáng luôn. Con này em bán giá là 1.500.000 đồng. Cho thương hiệu Maruzangma BC23 23cc, lòng của nó 32 ly nhá. Sử dụng chế ngang, chế quang một rồ, chế một kim. Đó. Ưu điểm của thằng này là trục giật trợ lực nữa này. Đó, trục giật trợ lực nhá. Đi. Nó đóng nè, giật nổ. Các bác, con này bác lưu ý là các bác chỉ cần kéo lên thôi, em kéo nhẹ lên đi. Rồi các bác thả xuống này, thả xuống đó, chưa kịp thả xuống thì nó đã nổ rồi. Đó, đó là cái nhịp, có cái ưu điểm của trục giật của cái trợ lực này đó. Nhưng mà trợ lực em nói trước, trợ lực nó có hai mặt, nếu mà để mà nó ngon nghẻ như thế vậy thì cực kỳ dễ nổ. Nhưng mà cái trường hợp các bác phát tầm khoảng 3-4 năm sau, không may mà cái trường hợp không may nó nòng buji nó khó nổ này hay làm sao chẳng hạn, cái trục giật này còn khó nổ hơn là cái không trục giật nhá. Tại vì bác có giật khỏe đến cỡ nào thì cỡ nó cũng chỉ đến có bằng đấy vòng tua thôi, nó không thể mạnh hơn được. Giả dụ một cái buji mà nó chết dở dở ương đó, cái không trục giật trợ lực ấy, các bác có giật thật khỏe thì nó sẽ khỏe. Còn cái thằng này muốn khỏe cũng không khỏe được, nó chỉ có bằng đấy thôi ạ. Đó nên là cái nhược điểm của cái thằng trục giật như vậy. Bây giờ thì nhẹ nhàng nó nổ rồi. Vâng, con số G2 các bác nhá, em bán giá 1.500.000 đồng, giá đã bao ship và phụ kiện kèm theo ạ. Con này đến từ thương hiệu Maruzangma 23cc, cỡ gọi là cỡ trung bình, cỡ nhỏ đấy nhá. Đó. Tiếp tới là con số G3. Vâng, con này em bán xả lô xả đấy các bác nhá. Ở trên thị trường không bao giờ có con này có con giá 1.700.000 đâu ạ, mà tay ga hộp xịn sò. Nói thật với các bác, con này em bán xả luôn. Đó. Cái màu đen này nói thật với các bác ấy, là các bác nhìn trên video khả năng là nhìn nó không có độ mới thôi, nhưng mà con này cực kỳ mới luôn ạ. Đó là một con Mizu đây các bác nhìn bô này. Sáng nguyên này. Con này sản xuất tháng năm 2011 ạ. Tháng 4 2011. Và con này em bán xả lô. Con này một con đời cao của Mitsubishi nhá, TBE, gần như là cao chót tròn trọt rồi. Cái logo này Kazat này. Kazat này em đã cái thương hiệu này Kazat hoặc Ruby ở trên các video khác em đã phân tích cho các bác rồi. Đó là một tập đoàn chuyên phân phối máy cho Mitsubishi nhá. Và con này là một con Mitsubishi TBE 24. Đó, lòng 32 ly. Sử dụng chế qua một đồ chế hai hòng xăng, một dòng chế tiết kiệm xăng và bảo vệ môi trường nhá. Tay ga của nó thì cực kỳ xịn sò rồi. Đó, nó có hai lớp, các bác có thể bóp ở đây và ở cái lớp gọi là 10 phần ăn 8 phần. Đó, và bóp ở cái đỏ này một phần 10 ăn cả 10. Và có thể chỉnh to nhỏ ở cái cỡ này nhá. Đầu vòng ngược chống cuốn cỏ rất ok. Đó, những cái dòng này thì các bác thì không phải lăn tăn về vấn đề chất lượng của nó đâu, rất ok ạ. Mitsubishi cơ mà. Lốc máy có dập Made in Japan nhá. Rồi ok, giật nổ đi em. Và nó có nổ rồi, một vòng tua nó cũng nổ ạ. Giật một vòng tua nó cũng nổ. Đó, nhích bắt đầu nổ thôi. Cái dòng này cực kỳ tiết kiệm xăng và dễ nổ các bác nhá. Đó, rất ok. Vâng, G3 giá 1.700.000 đồng, giá đã bao ship và phụ kiện kèm theo. Chỉ 1.700.000 các bác đã mua một con Mitsubishi đấy ạ. Đó, rất ok.
Vâng, G4, con này đến từ thương hiệu Shinagawa, 27cc các bác nhé. Cái dòng này thì cũng được nhiều người hỏi mua lắm đấy này. Tại vì các bác thích một công suất, thích một độ tua nhanh thì các bác mua những cái dòng này nhé. Dòng này độ tua rất nhanh, sử dụng chế quả ga. Đó, 27cc, lòng 33 ly. Rất ok ạ. Cái dòng này thì cũng tiết kiệm xăng, dễ nổ, đồ thay tháo dễ. Và tua của nó, các bác lưu ý tua nhanh nhé. Các bác nào mà gặt núa hay là làm cái gì đó thì mua những cái dòng này này, tua cực nhanh luôn. Làm cực sướng bên. Con này giá là em bán là 1.900.000 đồng, giá đã bao ship và phụ kiện kèm theo các bác nhé. Tay ga giữ và tất cả đều đi nguyên bản hết, đầu bò đi. Rồi dần nổ đi em. Đó, các bác có thể nghe cái tiếng máy của những con này, tiếng máy nó rất thoát ạ. Nó thoát, cái tua nhanh thì bao giờ tiếng máy nó thoát hơn. Nhưng mà cái công suất của nó sản sinh ra nó vẫn như nhau nha. Đó, nó tùy theo mục đích của các công việc. Ví dụ các bác những cái tua chậm thì các bác phát có thể phát cước rất ok nha. Càng phát cước thì nó càng nghe, nó càng tiếng máy nó càng sướng ạ. Vâng, con G4 ạ, em bán giá 1.900.000 đồng, đến từ thương hiệu Shinagawa, 27cc đó nhé. Tiếp tới là con số G5 ạ, một thương hiệu Maruyama, đời MB ạ. Vâng, nhìn trên video thì những cái màu này em nói thật với các bác, không thể soi mới hơn được và cũng không thể làm mới hơn được. Nhiều bác bảo con này em xịt sơn vào nó mới như vậy. Bác nào những cái con những cái màu như vậy, bác nào chỉ em cách có cách nào mà cho nó mới được ạ. Những con nào nó mới rồi thì làm sơ sơ nó mới rồi ạ. Đấy, còn những cái con này nó vỏ nó như thế vậy thì không thể mới hơn được ạ. Đó, những cái con này như thế vậy là ok lắm rồi ạ. Tại vì cái màu đặc trưng của cái thằng này nó màu gụ gụ này, cực kỳ khó làm mới ạ. Đó. Vâng, con này đời MB thì đời cao cấp của đời Maru rồi. Nó đắt tiền nhất cái đời MB là cái đời đắt tiền nhất ạ. 26cc một con Maru sắc lớn nhá. Sử dụng chế ngang, chế gomoro, tum rời, tum nhôm. Đấy, ga giữ, công tắc nằm luôn trên tay. Vâng, tất cả đều rin nguyên bản 100% cho các bác hết nhá. Giá em bán con này giá 2 triệu nhá. Nói thật với các bác, con máy này cực ngon luôn mà cực sáng luôn ạ. Nó mất cái vỏ này thì buộc phải bán giá hạ xuống 100-150 đấy ạ. Chứ còn chả có chỗ nào bán có đời MB này sắc lớn là 2 triệu đâu các bác nhá. Đổ đi em. Vâng, con G5 ạ, giá 2 triệu đến cho thương hiệu Maruyama 26cc, con 26cc sắc lớn tum rời các bác nhé. Và còn các bác thích đời cao ạ, con G6, G7, G8, G9 luôn, 4 con liên tục, toàn con đời cao hết các bác nhé. Cao chất tròn tròn luôn ạ, những cái đời này nó sản xuất mấy cách đây tầm khoảng 2 năm, 3 năm, có còn mấy tháng thì em có nhé. Đó, rất ok. Như các ở trên video khác em đã phân tích cái chữ Ryobi rồi đấy ạ. Nhưng mà em vẫn giờ đến con nào thì em vẫn phải phân tích lại các bác. Ryobi là nhà phân phối máy nhá. Một tập đoàn chuyên bán máy móc. Gần như tất cả các hãng họ phân phối máy. Và thực tế con này là một con TBE ạ. Một con TBE, Mitsubishi TBE ạ. Đó, 27cc. Đó, những cái dòng đời mới thì tay ga các bác này. Đó, cực kỳ xịn sò rồi. Tay ga thì không phải chê đấy ạ. Cần tem mát còn nguyên. Nói chung cái độ mới của nó thì các bác không chê cái điểm gì hết ạ. Đó, con này em bán giá 2.100.000 đồng, giá đã bao ship và phụ kiện kèm theo nhá. Các bác thích một con công suất 27cc, thích phát cước hay là làm cái gì công suất nó khá một tí ạ. Nó khá thôi, nó công suất cỡ khá thôi chứ cũng không phải là giọng công suất khỏe. Khỏe thì cũng phải từ 30cc trở lên. Các bác nếu mà phát cỏ chỉ sai ở cái mục đích phát cỏ thôi ạ. 30cc, 32cc, 33cc là đã khỏe lắm rồi, không phát hết ga được đâu ạ. Còn những cái bác nào mà sử dụng trong mục đích khác, ví dụ cho ráp cái đầu sới này, hay làm cái gì đó, hay là ráp vào cái máy rạch nước hay là cái gì đấy, thì các bác hãng mua những con 40cc trở lên nhá. Còn để mà phát cỏ không thôi thì không nên cái to quá làm cái gì ạ. 33cc là ok lắm rồi, là khỏe lắm rồi, không phát hết công suất của nó đâu ạ. Máy to thì đồng ý là nó bền, nhưng mà ngược lại đeo cũng nặng lắm các bác nhá. Thứ nhất là vậy, thứ hai xăng nó phải ăn thêm nữa. Đó, đó các bác sử dụng những con 27cc mà phát cỏ gia đình thì quá ok rồi. Rồi dần nổ đi em.
có trục giật trợ lực nhá. Trục giật trợ lực này như chúng em là thợ chúng em sướng nhất ạ. Nó là trục giật trợ lực bằng lò xo. Đó, nó giảm cái công suất của mình giật đi. Ví dụ đáng nặng 10 phần thì mình giật tầm 5 phần thôi ạ. Đó, mình giật có thể thẳng tay được, ok. Đó, nó không giật khỏe thì đã ăn khỏe, giật yếu nó không yếu, nó không như ông trợ lực mà bằng cót kia ạ. Ông trợ lực bằng cót thì có giật khỏe 10 phần thì nó cũng chỉ được có 5 phần thôi ạ. Còn ông này thoải mái nhá. Cái trục giật bằng con này giật rất rất nhẹ. Những cái dòng này thì sử dụng chế hai họng xăng nhá, chế qua Moro. Đó, rất ok. Dòng chế như em đã phân tích ạ. Dòng chế ăn ít xăng, tiết kiệm xăng và dễ nổ, thân thiện môi trường. Đó, những cái dòng này thì các bác chẳng chê điểm gì cả, nó mới kinh khủng luôn. Rất ok, mới trên 90%. Và toàn bộ những cái dòng này nhá, các bác để ý ạ, đều lốc máy đều dập Japan hết ạ. Hôm nay quay hơi tối các bác không nhìn rõ này. Lốc máy dập mấy Japan như thế này. Tất cả lốc máy dập mấy Japan nhá. Đó, rất ok. Con G7 thì cũng vậy ạ, cũng 2,1 triệu, cũng đến như thế vậy. Đó. Nhấp ghe đừng bơm xăng nữa. Đó, các bác để lưu ý cái này, như thợ nhà em vừa rồi nó ga nó ỏ chết đấy. Sáng là các bác lên nhấp cái này, vừa ga vừa nhấp cái này lên cho nó nhanh, tại vì cái máy này em để cả tiếng đồng hồ đấy rồi. Đó là nó xuống xăng một tí, để mà muốn lên ga nhanh luôn đấy, muốn làm luôn đấy thì nhấp cái này. Còn cái trường hợp mà chưa muốn làm ngay, cứ để cho tăng găng tê tầm khoảng 10-15 giây, tự khắc ga nhẹ nhẹ nó lên nhá. Còn muốn ga nhanh như vừa rồi đấy, như thợ nhà em ga đấy, là bác nhấp một tí. Đó là các bác muốn nên luôn. Vâng, con G7 cũng như con G6 nhá, đều giá 2,100,000 đồng cho thương hiệu Ryobi Mitsubishi. Dòng này thì tay ga đấy. Đó, các bác rất ok. Và tiếp tới là con số G8 ạ. Con G8, con này đến từ thương hiệu FF55RC. Vâng, con này mới gần như 100%, thiếu mỗi cái thùng thôi các bác nhá. Và con này em bán giá chỉ 1,700,000 đồng, cực mới luôn. Và con này tay 1 các bác nhá, tay 1, rất ok, mới luôn. Tiếng nổ tong nổ đi em ơi. Đóng nghe vào, bơm xăng. Bật ga lên một tí, giật đấy. Giật tí. Giật luôn. Đấy là lúc sáng ra nhá, hoặc để nâu nâu, để một nâu cả tiếng hồ như lúc ấy phải nhấp như vậy. Còn bây giờ các bác nổ rồi, ga này phát nó lên nghe. Còn những cái dòng này ấy, nếu mà để mà ưu điểm của những cái dòng này phát cước đúng bài luôn các bác nhá. Phát cước ngọt sẽ ngọt hơn phát dao, tại vì những cái con này nó chạy bằng ti cáp. Đó, bao giờ cũng phát cước ngọt hơn phát dao nha. Các bác lưu ý những cái trường hợp mà những cái ti cáp nhá. Đó, không về nhà các bác phát dao và các bác nghe eo, các bác lại không thích. Tại vì cái dòng nhét tin tiếng máy nổ của nó đặc trưng là tiếng nói những nhét tin đời mới này. Đó, các bác thích tua nhanh thì các bác có thể mua những cái, đặt hàng bên em mua những con nhét tin đời sâu hơn nhá. Những cái đời cũ hơn ấy thì nó cái tiếng, cái độ tua của nó sẽ cao hơn nhá. Tua, vòng tua nó cao hơn. Còn những cái thằng này thì nó hám độ tua nên là tiếng máy tăng, nhưng mà cực khỏe các bác nhá. Hôm trước em thử lắp thử cước rồi, mỗi bên dài 20 phân vẫn chiến đều nhá. Con này FS55 không phải 55cc đâu các bác nhá, các bác đừng nhầm tưởng nhá. Nó tầm khoảng 27cc, lòng 34 ly. Tên FS55RC là cái tên máy của nó nhá. Vâng, con này em bán 1,700,000 đồng, giá đã bao ship và phụ kiện kèm theo các bác nhá. Vâng, tiếp tới là con số G9. Con này đến từ thương hiệu Maruyama, cũng cực mới luôn. Có một con Maruyama đời cao nhá, 33cc, lòng 38 ly, sử dụng tum rời, tum bố lớn ạ. Đó, rất ok, con này cực mới rồi, không thể chê vào điểm nào. Đó, sử dụng chế hai kim chế Wamoro, tay ga giữ công tắc làm luôn trên tay, tất cả đều rin nguyên bản cho các bác hết ạ. Và con này em sẽ bán giá mới như thế này, em phải bán giá 2,700,000 đồng các bác nhá. 2,700,000 đồng cho con Maruyama 33cc nhá, lòng 38 ly. Rất ok, sử dụng chế ngang, chế hai kim.
Thế qua Moro. À, con này cũng trục giật trợ lực nhưng mà sử dụng trục giật trợ lực cót đẩy các bác nhé. Đó, nó có nhiều kiểu trục giật trợ lực đó. Ông kia thì là trục sử dụng trợ lực cót kéo, các bác giật lên và cái kéo cái cót của nó sẽ kéo lại cho mình. Đó, để mình không phải giật nữa. Còn ông này ấy, giật lên nhưng mà cái cót nó sẽ chạy theo mình. Đó, nó như cũng nhẹ. Vâng, con số G9 các bác nhé. G9 đến từ thương hiệu Maruyama, 33cc, lòng 38 ly, trục bố lớn ạ. Đó, các bác có thể vào độ chế gì những con bố lớn này, cân 26 ly. Đó, 2.700.000 đồng. Cái dòng này đã sản xuất mới nhá, những cái hàng Nhật xuất sang Việt Nam đã có hàng mới ạ. Và giá con mới của con những con hàng Nhật xuất sang Việt Nam giá nó tầm khoảng trên 5 triệu. Đó, nhưng mà nó là hàng xuất sang Việt Nam giá thành nó giảm đi các bác nhé. Các bác mua một con máy này bên Nhật em đã tra rồi. Đó, nó tầm khoảng trên 10 triệu cơ ạ. Nó gần gấp đôi cái giá mà Nhật Bản xuất sang Việt Nam nhá. Vâng, tiếp tới là con số G10. Vâng, một cái dòng nồi đồng cối đá. Để mà em review cho những các bác những con này, em thấy là các bác ở ngoài Bắc chắc không bắt đầu mua. Tại vì những cái dòng này nó là đời sâu đời của thằng Komatsu. Và nhìn cái máy của nó có vẻ không đẹp nếu mà để mà những so với con nồi mới. Mà nó lại đến 3.200.000 đồng. Nói thật với các bác, không chỗ nào em bán ở đây em phải bán 3.300.000, 3.400.000. Tại vì nó có còn nhiều yếu tố em phải bán như vậy đấy. Nhưng mà bán ở trên mạng em sẽ bán giảm đi một tí. Đó, chứ còn những con này thì cũng không gần như hàng về đâu, em bán hết đến đây à. Đó, cực mới luôn. Con này G3K tuy đời sâu nhưng mà nó cực mới luôn, nó 34cc. Đó, bác nào hầu như cái dòng này đa phần, nếu mà mua bên em đa phần những cái bác ở Bình Phước, Lâm Đồng rồi khu vực Tây Nguyên này nè. Đó là sử dụng nồi đồng cối đá, sử dụng cho mục đích gọi là phát nhiều đấy ạ, à. Nhà tầm gần chục héc. Đó, cày cã. Phát cày cã đấy ạ. À. Những cái dòng này thì nó được cái độ bền nó cao lắm ạ. Thứ nhất là vậy, thứ hai đồ thay thế của những cái dòng này bữa nay là rất nhiều. Tất cả những cái con này bất kỳ từ bình xăng, từ con ốc hay là từ cái lắp gió bộ e đều có mới sản xuất hết, Việt Nam sản xuất nhá. Made in Việt Nam sản xuất. Lòng hơi zin có hết nhá. Và con này nó 34cc các bác nhá, 34cc, lòng có 36 ly. Và hiện tại các bác có thể so sánh một con đời mới và một con đời sâu đời này. Đó, nó sâu thì cũng không phải sâu lắm nhưng mà nó sâu hơn những cái đời này. Con này 33cc mà lòng đến 38 ly. Mà thằng này 34cc mà lòng có 36 ly. Các bác, đa phần các bác tính cái số cc đằng sau thì máy sẽ đã chuẩn hơn nhá. Chứ nhiều bác cứ tính lòng 34 lòng 34 nhưng mà thực tế nhiều con lòng 34 nó có 22cc là cũng có ấy ạ. Đó, ví dụ như những con này. Vâng, nổ đi em. Cái dòng này bình xăng chảy này, các bác chỉ cần mở gói xăng, không phải bơm xăng gì cả. Đó, đóng nè lên thôi. Rồi, giật nổ. À, em bán những cái máy 2 thì này về Bắc nhá. Có rất nhiều các cuộc gọi. Nói chung là than vãn ở máy nó khói thế. Các bác lưu ý nhá, em nói là những cái dòng 2 thì này buộc phải có khói các bác nhá. Cái nào mà không có khói mới là có vấn đề đi ạ. À. Cái dòng 4 thì có khói với là có vấn đề, nhưng dòng 2 thì là khói là do các bác pha nhớt chứ ạ. Đơn giản các bác pha nhiều nhớt nó khói. Tại vì cái dòng 2 thì các bác phải hiểu là nhớt là dòng nhớt đốt cháy được. Đã cái gì mà đốt cháy được mà không có khói em mới thấy lạ. Đó, nên là các bác yên tâm là cái dòng 2 thì nếu mà nó bị khói là không ảnh hưởng gì đến máy móc nha. Là do các bác pha nhiều nhớ thôi. Những con đó thì các bác pha giảm lại. Nhìn chung mặt bằng của những cái con máy bãi nó là tỷ lệ 20:1. Nhưng mà tùy theo từng con nha. Có bác có thể, ví dụ con nào nó khói thì các bác có thể giảm đi một tí. Và 20:1 mà có những cái con nào mà các bác pha mà nó không có khói ấy, các bác, những con đấy các bác lên pha thêm nè. Chứ không là cù đi đấy. Vâng, em vừa báo giá cho bà con nô máy 10 con ạ. Em nhắc lại giá đã bao ship và phụ kiện kèm theo. Các bác mua hàng và đặt hàng thì liên hệ số điện thoại 0973164668. Số điện thoại có Zalo các bác nhé. Vâng, em xin kết thúc video tại đây ạ. Xin chào toàn thể bà con.